Huyện Yên Mỹ trước đây vốn là một trong những điểm nóng về tình trạng tồn đọng rác thải trong khu dân cư. Nhưng với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ, thì tình trạng trên cũng đã có những chuyển biến tích cực. Nếu trước đây bãi rác xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ chỉ là địa điểm tập kết chờ xử lý, thì nay đồng thời là nơi ủ rác bằng chế phẩm sinh học kết hợp với hàng loạt giải pháp được Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa thực hiện, như thường xuyên dọn dẹp, không để rác ùn ứ, kêu gọi xã hội hóa kinh phí lắp tường rào, ngăn đổ rác trộm. Không còn tình trạng rác ùn ứ chất cao như núi, cũng không còn cảnh rác tràn ra nửa lòng đường. Quy định mỗi thôn có một đội ngũ thu gom rác thải. Thế thì tất cả những người dân là phải qua cái đội ngũ đấy, không được tự động mang rác vứt ra bãi rác bừa bãi. Cái phần rác để vứt ra đường ấy, là nó hạn chế được khoảng 80% so với trước kia. Từ năm 2020 đến nay, huyện Yên Mỹ liên tục đầu tư xây dựng các bãi ủ rác bằng chế phẩm sinh học tại xã Liêu Xá, Yên Hòa, Thanh Long, Đồng Than, cấp 1.000 xe gom rác cho 17 xã thị trấn. Tất cả hoạt động theo nguyên tắc huyện đầu tư xây dựng, xã quản lý chặt chẽ. Rác thải sau khi tập kết về các hố xử lý sẽ được phun chế phẩm sinh học hàng tuần, giúp các chất thải hữu cơ phân hủy nhanh. Nhờ đó mà khối lượng rác thải phải xử lý tại các lò đốt giảm 50%. Xã đã trích kinh phí hỗ trợ thôn là dọn dẹp toàn bộ tất cả những cái rác thải mà ở những cái bãi rác tự phát, sau đó là giao cho thôn quản lý. Những trường hợp mà không chấp hành bắt được và sẽ có những xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, huyện Yên Mỹ tập trung nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn, thu hút hơn 4.600 hộ dân tham gia. Trong đó nổi bật nhất tại thôn Tân Phú, xã Yên Phú với 99% số hộ dân tham gia. Số rác thải không chỉ giảm 50% mà còn có thêm nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh cái việc xây dựng các điểm ủ rác ở các xã mà chưa hoàn thành, còn khoảng 4 xã nữa sẽ tiếp tục xây dựng để thành một cái hệ thống ủ rác hoàn chỉnh của toàn huyện. Mở rộng cái việc là cho tư nhân vào để vận chuyển thu gom rác. Chúng tôi đã quy hoạch khoảng 5 hectare để xây dựng cái lò đốt ở giáp cái lò đốt dị sử. Dự kiến là khoảng cuối năm 2022 sẽ có thu hút được nhà đầu tư vào để xây dựng cái lò đốt. Với sự vào cuộc quyết liệt từ huyện tới cơ sở, huyện Yên Mỹ không chỉ giải tỏa các điểm nóng về rác thải mà còn không để phát sinh thêm điểm tồn đọng mới.